Xin chào các bạn, mình là Thanh. Rất vui được gặp các bạn trong cái video số 4. Tức là video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là một số những cái vấn đề như là config Vim, install Neo Vim và install Vim Plug và install Cog. Thứ nhất là config Vim thì là hiện tại ở đây thì mình có một cái file là Neo Vim này. Neo Vim ở đây thì bạn có thể search Google. Hiện tại thì mình đang theo xem xét ở cái một cái repo Neo Vim ở GitHub. Thì ở đây nó có hướng dẫn các bạn là install trên rất nhiều môi trường Windows, macOS, Linux hoặc là như một số những cái distro khác của Linux là Debian, Ubuntu, Fedora, X, Gentoo. Đó. Thì đây là có những cái cấu hình cơ bản như này. Công việc đầu tiên của bạn thì là mình nghĩ là các bạn sẽ phải install bằng Homebrew hoặc là đại khái thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái hướng dẫn bằng tiếng Việt đi. Thì ở đây thì là mình có đây, ban đầu bạn sẽ phải install Vim Plug đã, sorry các bạn. Thì là Vim Plug nó cho phép mình download một cái file tên là plug.vim ở cái repo này về 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 local bạn. Đây mình sẽ sửa lại một chút, đó là sửa lại một chút ở đây đi. Tại thì mình sẽ là cho về thêm một config .nvim từ một autoload và plugin. Hiện tại thì mình đã có cho mình một cái file plug.vim rồi. Plug.vim thì là mình đã có đây là ở trong thư mục autoload mình đã chạy rồi. Vim plug đi. Ở đây có một những cái các bạn để ý mình sẽ không to lên. Về bản chất cái này nó đã cho các bạn một số những cái plug những cái file cấu hình rất là cơ bản vim oscilline này. Để mình vào cái repo này đi, repo vim plug Neo Vim đây. Các bạn không cần phải làm gì nhiều mà chỉ cần tải cái file này về cái thư mục mà mình nghĩ là nó cần đấy. Để xong rồi đó các bạn có thể là sẽ làm theo hướng dẫn. Sau lúc đó thì mình sẽ tạo ra một cái thư mục tạo ra một cái file tên là init.vim. Ở đây thì mình tạo ra này init.vim. Bash là một cái lệnh để mà tạo ra một cái file trong cái thư mục mà mình chỉ định. Tức là ở đây là nếu mà mình không để cái đầu mục thì này nó sẽ là ngay ở tại đây. À không à, xin lỗi, mình không tạo đây. Mình sẽ thoát ra bên ngoài. Nó sẽ ở cái thư mục dvkv đi. Nó sẽ ở cái thư mục .config và nvim ở đây. Vim ở đâu? Boss. Init.vim. Mình sẽ tạo ra một file trắng init.vim. Ở đây sẽ chưa có gì cả. Thì Neo Vim mặc định sẽ đọc file init.vim này khi start lên, giống như các bạn code C cộng cộng trong hàm chứa main này. Đấy. À,
Tức là cái Vim Plug này nó cho phép bạn tạo ra để quản lý các package. Mình sẽ thêm cái file này vào cái script init.vim. Đó, thì nó đại ý của cái này là nó sẽ là nó sẽ nạp tất cả các file .vim có chứa trong cái thư mục config này. Đó. À con chấm config nvim này. Ok. Mình sẽ là viết viết vào đây. Ở đây thì mình có thể sửa lại một chút. Đây mình chỉ để sao cho nó chấm pin thôi. Cái kép. Đây mình sẽ là cài đặt đi. Lắp. Do là mình đã sử dụng được cái những cái command của nó rồi. Thì mình ở đây là mình sẽ cài đặt là plug install 2.plug install. Ở đây mình sẽ sử dụng cái example của nó. Ở đây thì là mình sẽ cài đặt như này. Đây nó bao gồm một số những cái plugin FZF này, Go code này, Vim Go này, tức là để code Go language. Hoặc là đây mình có biết cái Node-tree này. Đó, Node-tree này chính là dạng như kiểu là Node tree là kiểu dạng nó cho mình thành một cái thanh bên trái màn hình để mà quản lý số code như kiểu là sắp làm tách. Đây nó có những cái này. Ok ạ, thì đây mình sẽ là cài đặt thôi. Cài đặt đi vào cài đặt thì mình sẽ vim init.vim. Ok, file này hiện tại đang rỗng thì là mình sẽ copy paste thôi, paste vào đây. Và mình xóa những cái thứ mà hiện tại mình chưa cần thiết lắm để cho file này nó rất là sạch đi. Ví dụ là team GitHub dashboard này, AZ line này, hiện tại mình chưa biết về những cái này. Đó, mình sẽ xóa nó đi. Mình sẽ chỉ để nó chi đâu. Nó chi này, cái này mình xóa đi. Vim Go không sao đâu. Hiện tại mình chưa cần dùng. Mình có để FZF. FZF thì tí nữa mình sẽ giới thiệu sau. My prototype plugin xóa nó. Ok. Hiện tại cách cài đặt của cái này thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Thì bạn chỉ cần cho những cái plugin có chứa này địa chỉ của cái GitHub. GitHub ở đây nó là địa chỉ, nó là github.com gạch chéo là Jun, tức là cái người chủ của project này, và Vim Plug tức là cái về đằng sau này. Thì bạn không cần gì nhiều, bạn chỉ copy này và bạn paste vào đây. Đó, giống như này. Thế thôi. Paste vào là à đâu, bạn sẽ phải viết theo cú pháp là plug. Đó, paste này. Đó. Đấy. Và nó sẽ cài đặt là ok. Mình sẽ giới thiệu đây. Và cài đặt là plug install. À đâu, mình sẽ ghi file này đã. Và một tiếng Ctrl R. Đó. Để nó có thể là renew những cái mới nhất của trạng thái của file. Và mình sẽ quit WQ vim init.vim. Mình sẽ install thử thôi. Đây là những cái mà khi mà bạn đã cài vim plug thì là nó đã được
nạp vào đây. Bạn nhấn phím Ctrl P để mà đi lên và Ctrl N là đi xuống. Và những chế độ này thì mình sử dụng plug 2. plug install. Đó. Thì tất cả những cái plugin đó sẽ được cài đặt bên cái màn hình này. Đó, bạn muốn di chuyển thì bạn sẽ di chuyển sang cái cửa sổ bên phải thì bạn sẽ nhấn phím Ctrl V kép bên tức là cứ là di chuyển sang màn hình bên nào ở chế độ split này thì là bạn nhấn phím Ctrl V kép hoặc Ctrl V kép L hoặc là Ctrl V kép H đi sang trái sang phải và Ctrl nếu mà có màn hình ở dưới split ở phía dưới thì là Ctrl V kép Z chẳng hạn hoặc là phía trên là Ctrl V kép EK đó. Hiện tại thì mình chỉ có bên trái bên phải thôi thì mình sẽ là quit đi. Ok, mình sẽ quit. Tức là hiện tại là Vim mình đã được cài đặt Vim Plug rồi. Về cài đặt Neo Vim. Neo Vim thì cũng rất là đơn giản. Để quay lại cái project trước. Cài đặt install Neo Vim. Install Neo Vim này thì bạn có thể cài đặt bằng Brew. Ở đây nó Brew nó có Homebrew cho Mac OS và Linux, Brew cho Linux. Thì là bạn chỉ cài đặt Brew install Neo Vim và thêm một cái cấu hình như thế này ở file.zsh. Ở đây là mình đã đổi sang cái cài đặt zsh rồi. Alias đây mình sẽ thêm một cài đặt là để cho là Vim sẽ khi bật gõ chữ Vim trên màn hình sẽ luôn luôn bật Neo Vim. Để mình giải thích là Neo Vim nó là một cái nhánh mới, nhánh của nhánh khác của Vim, tức là cho phép mình làm nhiều cái nó cho phép nhiều cái cấu hình phức tạp hơn và nó được hỗ trợ bởi những cái tức là nó hiện tại nó đang nó có một cái cộng đồng rất mạnh. Hiện tại thì mình đã cấu hình nó là alias thì để mà kiểm tra thì bạn chỉ gõ chữ Vim này thôi. Đó, các bạn có nhìn thấy là nvim v0430.4.3 thì đây là auto Vim của mình đã được config là Neo Vim rồi. Ngoài ra thì Vim Plug mình đã giới thiệu là Vim Plug này, Neo Vim này, Vim Plug để cài extension. Mình muốn giới thiệu các bạn một cái là FZF đi. 4 này, install FZF. ZF. Đó. Này để sau đi. Bài học sau sẽ là Cork và các anh extension Cork. FZF. Để mình sẽ bật cho các bạn. FZF ở đây nó là một cái là để là nó FZF ở đây chính bản thân nó không phải là một cái plugin của Vim. Nó là cái official repo. Có thể là hỗ trợ cho người dùng ở phía terminal nhiều hơn. Đấy. Nhưng mà nó cũng có thể cài đặt trong Vim để có thể là tương tác với Vim mạnh mẽ và trực tiếp hơn. Đây mình sẽ là install thêm cái này vào Vim thôi. Vim init.vim. Vim này, init.vim này. Đó. Mình sẽ là o này. V này. Đó. Mình sẽ Vim này. Trong tên này. Đó. Vim. Vim này chấm. Đó. Hiện tại thì là mình đã rơi vào cái chế độ này thì mình muốn bật FZF lên. Hiện tại thì để mình có thể tra lại. Chờ mình một chút.
mình đang thiếu một số có cấu hình như này. Đây mình sẽ copy này. Này. Mình sẽ paste vào đây. Đó. Đó. Ok. Quy. Quy mà nó cho nó đi. Mình thiếu một cái là cái này thực sự rất quan trọng. Tức là mình sẽ sử dụng một cái phím là phím leader. Phím leader ở đây là mình đang cài đặt là nó là leader này nó đang là phím space. Mình sẽ thêm vào đầu. Đây. Đó. Mình sẽ map nó là cái phím leader này. Chấm. Đại khái là khi bạn có thể là bạn khi mà bạn cài đặt xong FZF thì bạn có thể thao tác trên terminal bằng cái phím là vim Ctrl T. Đó, nó sẽ là ra hết các block những cái file mà bạn tìm được ở đứng ở cái vị trí mà bạn bấm phím Ctrl T. Thì ở đây mình có thể các bạn có thể nhìn thấy là hiện tại ở đây là mình load được cái thư mục block là những cái extension mà mình đã install vào vim rồi trước đó. Nó sẽ là lưu ở đây để tìm đơn giản. Ok, đó là những cái gì mà mình hướng dẫn với các bạn về thằng SSF này. Còn một số những cái comment như này thì mình có thể giới thiệu với các bạn là ví dụ mình quay lại một cái project này đi. Project nào đó CD ok CD download này Archive này bay test robot pin chẳng ở đây thì là mình có thể là mình sẽ là sử dụng 2.file đây. Sao lại thế nhỉ? À, cái MZF này là mình đang là chưa cài nó, cho nên là hơi gặp rắc rối với nó một tí. Vim chấm 2.file. Hiện tại thì nó đang thiếu một chút các cấu hình. Sẽ thêm vào nó một cái chấm con phúc này chấm tin này chấm con chấm tin chấm vô cùng tại ở đây thì mình đang thiếu cái layout cái câu lệnh layout này grid center grid mình sẽ tìm nó. Tức là mình hiện tại mình nó đang yêu cầu mình phải cho nó một cái
nó cho phép tạo ra một cái cửa sổ. Reset background, mình copy luôn cả đoạn này. Reset nữa. Đây. Nó có những cái cấu hình như này mình sẽ phải mình sẽ paste vào cái file kia của mình. File nick.vim. Mình sẽ paste ngay sau cái mình sẽ paste ngay sau đây. Oh, không được. Copy lại. Vim init.vim đi. Hay.ps này. Init.vim.local này. Đó. Nó sẽ bật chia đôi này. VS nó là chính là vertical split. Là split sang hai bên này. Thì mình sẽ tìm là list. Đó. Ngay hiện lập tức hiện ra luôn. List này. List này. Mình sẽ copy ở đây. Mình sẽ copy cái đoạn này. Đây là những cái cấu hình mà mình đã cấu hình sẵn. Mình đã copy rồi. Đấy, mình sẽ chuyển sang này. Ngay sau đó quét lại và mình sẽ quét kép ghi lại CD. Mình sẽ di chuyển lại vào cái folder kia. Ok. Đó, hiện tại đây là mình đã bật chế độ SSF rồi. Đó. Hiện tại đây thì là nó mình đã cấu hình cái phim leader cộng với space là hai cách thì nó sẽ bật cái một cái cửa sổ như này cho phép mình tìm kiếm và đọc những cái file mình mong muốn. Ví dụ là mình muốn bật cái file gender này thì mình chỉ với hai dòng với ba chữ là gen thì mình sẽ trỏ thẳng vào file này. Đấy. Ok thì hoặc là mình có thể là bật cái chế độ là gfile, tức là zip lf file, tức là những cái file nào mà nó ở trạng thái là đã được đẩy lên git. Đó, đây là tất cả những cái file này đã được đẩy lên git này, từ file chấm git ignore này, composer chấm json này. Đó. Hoặc là mình giới thiệu với các bạn là về chế độ là tên là buffer. Buffer là nó cho phép mình đang biết là rằng là mình đang tương tác với bao nhiêu những cái file nào. Thì buffer nó có những cái chế độ rất hay. Buffer hiện tại là mình vừa mới mở một file render. Thì bây giờ mình mở thêm một file nữa. Một file log config validation đi. Đấy, validation. Đây là file về tiếng. Thì ở đây là nó có những cái như này. Đó. Mình sẽ mở lại chế độ buffer, tức là 2.buffer. Đấy, hiện tại thì ở đây nó có hai file đúng không ạ? Thì là mình muốn là mình sẽ di chuyển là sang file chỉ trong hai file này thì là mình sẽ buffer bn, tức là 2.bn này là sẽ là buffer next. Và bp 2.bp này chính là buffer previous, tức là nó di chuyển giữa hai file này thôi, rất nhanh chóng. Nếu mà bạn có nắm đủ các nó gọi là các kiến thức hoặc là cái sự nhớ cái phím tắt, hay đơn giản như các bạn là muốn xem commit này, commit này. Đó. Đây đây là những cái commit của mình, bạn có thể nhấn phím Ctrl N và Ctrl P để di chuyển lên những cái commit của bạn. Ngoài ra nó chế độ B commit này chẳng hạn. Git commit for the current buffer, tức là nó đang muốn nói là kiểm tra trạng thái những cái
đang những cái file đang ở trong trạng thái buffer này. B commit đó, ok. Thì đây là bên trái thì là nó là những cái về commit, còn bên phải thì là nó là đang so sánh những cái thay đổi mới của những cái file đấy đã được cập nhật ạ. Các bạn có thể đọc thêm về một số những cái cấu hình ở đây. Nó cho phép bạn cấu hình FCF Preview Window này ở phía bên phải 60% này. Các bạn cứ thử đi. Đây là những cái gì mà mình chia sẻ để mà hướng dẫn các bạn config những cơ bản, những cấu hình cơ bản để có thể làm việc với Vim. Tuy nhiên nó vẫn chưa đầy đủ. Mình sẽ giới thiệu với các bạn ví dụ như là cấu hình theme này chẳng hạn, cấu hình một số những cái auto suggestion cho các ngôn ngữ PHP hoặc Node.js, những cái gì mà bạn có thể là thực sự lập trình được trên này. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Những cái video tiếp theo sẽ rất thú vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tôi mong các bạn sẽ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhiều hơn. Cảm ơn.